Niềm đam mê ẩm thực của Trấn Thành, quán nào cũng có mặt điểm tên. Xin giới thiệu mọi người, bạn Diễn Trấn Thành là một người rất thích ăn. Ăn nhiều lắm luôn, đi suốt ngày ăn. Đấy là mua hoài à, lúc mà chưa có tiền lúc cũng lại để uống. Có tiền luôn cũng lại để uống chứ mà. Cái quán đậu nành Bạc Hà được anh Trấn Thành uống đã hơn 20 mấy năm. Từ cái thời chưa nổi tiếng tới bây giờ chỉ ghé ngồi trên xe hơi thôi. Cộng đồng mạng liên tục đối gót đi ăn theo. Chỉ cần nhắc quán Trấn Thành từng ăn là ai cũng biết. Cơm tấm ngon nha. Dân Bình Thạnh mà ghiền cơm tấm đêm chắc chắn phải biết tới quán này. Và cho dù có gây ra tranh cãi như thế nào thì cái quán này tối nào nó vẫn đông nghẹt. Cái quán cháo lòng của dì Hương có gì mà anh Trấn Thành nhất quyết phải nhờ người mua về để ăn? Lúc này Trấn Thành đó hả, cho lính ra chủ ấy đó rồi lính ra mua về. Nhắc đến những niềm đam mê hàng đầu của Trấn Thành thì chắc chắn không thể không nhắc đến ăn uống. Không phải tự nhiên mà nhiều nghệ sĩ tiết lộ rằng cứ mà ở đâu có Trấn Thành là ở đó có đồ ăn nha. Cái sự mê ăn mê uống của Trấn Thành được thể hiện rõ ở tất cả mọi nơi, từ trên phim đến sân khấu, đến hậu trường và ở ngoài đời. Hôm nay Trấn Thành đi Đà Lạt, Trấn Thành bỏ rau, rau vào cái một tô bún thiệt là ngon, có rau và có ớt. Trấn Thành ăn có ớt, Trấn Thành cay, ớt thiệt là cay. Trấn Thành giảm ớt, ớt cay, Trấn Thành ăn. Trong các bộ phim nổi tiếng của nam đạo diễn không khó để bắt gặp niềm đam mê ẩm thực được Trấn Thành đem vào phim. Đến cả hậu trường, khán giả cũng phải phì cười với khung cảnh Trấn Thành cứ là không thể tập trung nổi vì cái bàn đồ ăn đầy ắp được bày biện ra. Tới công chuyện chuyến này, vừa quay xong là rất liền cho đã cái nư. Đưa cái đống này ra là chết tôi rồi. Có ăn được không vậy? Đóng một cảnh nhỏ trong phim, bà Hoàng livestream Ngọc Bắt To gây thích thú khi tiết lộ về tính cách của Trấn Thành ở hậu trường. Trong đó, cô cho biết Trấn Thành cực kỳ là mê ăn. Mà đã ăn thì không bao giờ ăn một mình. Thế là cả đoàn phim sơ hở là được Trấn Thành mời ăn uống. Ăn nhiều lắm luôn, đi suốt ngày ăn. Và mỗi lần ăn thì đương nhiên là không thể ăn một mình được. Một lần uống, ví dụ như là trà đi, thì là cũng phải mấy trăm người. Với cái sự mê ăn của mình nên Trấn Thành cứ là đi ăn mãi thôi. Hầu như những quán ăn lâu đời tại Sài Gòn phải gọi là đều có dấu chân của Trấn Thành. Là nghệ sĩ có tiếng nhưng nam diễn viên có chấp niệm to lớn với các quán ăn lề đường, từ hủ tiếu mì, cơm tấm, bánh canh, quán ốc, quán cháo, sữa đậu nành, Trấn Thành đều có quán ruột hết nhà, nhắc món nào là có quán ruột món đó. Từ đây, cộng đồng mạng cũng cứ là đổ xô đi ăn theo chân Trấn Thành xem những quán ăn này thực hư ra sao mà được Trấn Thành mê đến thế. Đúng kiểu thần tài đến là đây, cứ quán nào được Trấn Thành ghé ăn là dân tình không ai mà không biết. Thậm chí nhiều người còn gọi những quán lề đường này với những cái tên như kiểu quán hủ tiếu Trấn Thành hay không thì quán được Trấn Thành ghé ăn. Cái hủ tiếu này có gì đặc biệt mà được ăn Trấn Thành và chị Harry Won khen nức nở? Đó, vô. Đó, ngon quá. Quán bánh canh dì Hương được vợ chồng nghệ sĩ Trấn Thành thường xuyên ghé ăn. Tới rồi. Và đến đây mình đã gọi một tô bánh canh và một tô cháo lòng để ăn thử. Cả hai đều có giá là 50.000. Phải công nhận là mình thấy cháo lòng ở đây ngon hơn bánh canh. Hay như khi ra mắt một bộ phim chiếu Tết của Trấn Thành, dù chỉ xuất hiện có vài phút trong phim như một quán hủ tiếu, bún gạo đã lập tức trở nên thất thủ khi cộng đồng mạng xem phim xong rồi đồng loạt kéo đến ăn cho biết. Thế mới nói, không quá khi nói Trấn Thành quả là thần tài của mấy quán ăn lề đường. Bản thân nam diễn viên không ngại giới thiệu những quán ăn ngon này, cứ mà đi ăn quán nào mà tâm đắc là Trấn Thành lại đem lên mạng xã hội khoe liền với khán giả. Còn bạn, bạn thấy sao về niềm đam mê ẩm thực của Trấn Thành? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!